Xin chào các bạn, mình là Ninh Táo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ bốc. Bộ này thì nó nằm phía bên trên và nó sẽ được viết thành một nét ngang. Đó, khi mà nó nằm phía bên tay phải thì nó sẽ viết thành một nét chấm dài như mình đã chia sẻ và clip của trang thứ 35 mọi người nhé. Mình sẽ đánh mã số từng clip một và nó sẽ có mã số của nó. Thì mỗi một bộ thủ thì nó sẽ có cách viết, ví dụ như là một bộ phía bên tay trái, hoặc có thể là bộ phía dưới, hoặc phía bên trên, hoặc phía bên tay phải. Tức là khi mà nó nằm vị trí khác nhau thì đôi khi nó sẽ có cái cách viết khác một chút. Và khác một chút ở đây chúng ta cần phải học qua đó là cái vị trí của nó, để sao cho khi chúng ta viết chữ Hán thì nó cân đối, nó gọn gàng. Chứ không thể là chúng ta viết một cái bộ phía bên trên mà chúng ta viết thành nét chấm dài thì nhìn nó lại không đúng. Đấy nha, và ở đây chúng ta lại chuyển sang thành nét ngang. Nét ngang ở giữa cái nét sổ này. Thì ở đây thì nếu như là chúng ta để ý một chút thì có thể thấy được là với cái bộ bóc này.